Chào các em, hôm nay cô sẽ tiếp tục ôn tập cho chúng ta phần các quy luật di truyền. Như chúng ta đã biết, các quy luật của Mendel là những quy luật cơ bản đặt nền móng cho di truyền học. Tuy nhiên, không phải tính trạng nào cũng do một gen quy định và không phải lúc nào cũng mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể. Bởi vì như chúng ta đã biết, trong cơ thể chúng ta số lượng gen thì lớn hơn số lượng nhiễm sắc thể rất nhiều. Cho nên trên một nhiễm sắc thể sẽ có nhiều gen. Và vì vậy thì các gen này sẽ di truyền khác với quy luật Mendel đi. Nó di truyền như thế nào? Có giống như cái trường hợp mà chúng ta hình dung nhiễm sắc thể là con thuyền, còn các gen trên đó là người. Vậy thì mọi người trên đó sẽ đi cùng nhau, các gen sẽ di truyền cùng nhau. Đấy là di truyền liên kết. Chúng ta sẽ ôn tập kỹ phần di truyền liên kết qua bài ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về thí nghiệm để tìm ra cái quy luật liên kết này. Đó là thí nghiệm của Morgan. Phần 1 là mã thí nghiệm của Morgan. Để đi đến thành công thì Morgan cũng chọn đối tượng và phương pháp nghiên cứu thật là khoa học. Ở đây ông chọn đối tượng là ruồi giấm. Đối tượng nghiên cứu. Đó là ruồi giấm. Bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 8. Tại sao ông lại chọn đối tượng này? Bởi vì ruồi giấm là một đối tượng khá thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền. Đây là đối tượng sinh vật dễ nuôi. Ví dụ chúng ta chỉ cần để một mẩu chuối hoặc là vỏ chuối hoặc là vỏ hoa quả nào đó ở góc nhà thì ngay hôm sau sẽ thấy rất nhiều những con nhỏ nhỏ là bay đến đậu vào. Thì những con đấy chính là những con ruồi giấm. Vậy đây là đối tượng rất dễ nuôi. Một cái ưu điểm thứ hai của đối tượng này đó là vòng đời của nó ngắn. Vì vậy sẽ tiết kiệm được thời gian nghiên cứu và mỗi một lần nó đẻ thì nó lại đẻ nhiều con. Vậy chúng ta có thể nghiên cứu trên số lượng cá thể lớn. Một cái ưu điểm nữa là ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể nhỏ 2N bằng 8, tức là tế bào của nó chỉ có 8 nhiễm sắc thể thôi. Điều này sẽ thuận lợi cho chúng ta nghiên cứu quan sát hình thái cấu trúc của nhiễm sắc thể. Và nó cũng có rất nhiều biến dị xảy ra trong vòng đời của nó. Thì đây cũng là một cái ưu điểm để khiến cho Morgan đã chọn ruồi giấm là đối tượng nghiên cứu. Vậy ông tiến hành thí nghiệm đối với ruồi giấm như thế nào? Hai nhỏ, thí nghiệm. A nhỏ chúng ta xét nội dung. Nội dung thí nghiệm. Trước tiên Morgan quan tâm đến hai tính trạng dễ nhìn thấy của ruồi giấm. Đó là màu sắc thân. Ông thấy ruồi giấm có hai loại màu thân, đó là màu xám và màu đen, thân xám và thân đen. Tính trạng thứ hai là độ dài cánh, có một số con thì cánh dài, một số con cánh ngắn. Vậy ông tiến hành thí nghiệm như sau. Cho ruồi giấm thuần chủng, thân xám, cánh dài. Lai với dòng ruồi, con ruồi thân đen, cô viết tắt luôn, đen và cánh cụt. Thì ông thu được ở F1 100% thân xám, cánh dài. Sau đó, để kiểm tra kiểu gen của F1 thì Morgan bắt đầu lai phân tích. Ở thí nghiệm đầu tiên, ông chọn lai phân tích ruồi đực F1. Tức là cho ruồi đực F1 lai với ruồi cái thân đen cánh cụt. Thì ông thu được tỷ lệ ở F lai phân tích FB là 1 xám dài, một thân xám cánh dài và một thân đen cánh cụt.
Thế và nhiều lần thí nghiệm ông đều thu được tỷ lệ như vậy. Sau đó ông đã đặt giả thiết và giải thích cho giả thiết đó để đi đến quy luật liên kết gen. Vậy thì theo dòng nghiên cứu của ông, chúng ta cũng sẽ giải thích quy luật này như thế nào? Sang phần B. Phân tích và giải thích thí nghiệm. Phân tích, giải thích thí nghiệm. Chúng ta cũng giải thích từng bước một. Ở đây chúng ta thấy P thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng. F1 100% mang một kiểu hình. Vậy chứng tỏ tính trạng xuất hiện ở F1 là tính trạng trội. Vậy đầu tiên F1 100% xám dài. Vậy suy ra tính trạng thân xám trội hoàn toàn so với thân đen, so với tính trạng thân đen. Tính trạng cánh dài, tôi viết tắt, trội hoàn toàn so với tính trạng cánh cụt. Đấy là điểm đầu tiên có thể suy ra từ F1. Điểm thứ hai, chúng ta sẽ xác định quy luật di truyền dựa vào FB. FB là con line phân tích F1 mà thu được tỷ lệ 1:1. Tỷ lệ 1:1 tức là chỉ có hai kiểu tổ hợp thôi. 2 này sẽ bằng 2 nhân 1, tức là con được F1 này chỉ cho hai loại giao tử. Vậy thì kết quả này tương tự như trường hợp line một cặp tính trạng. Vậy thì ở đây không thể là di truyền phân ly độc lập. Nếu phân ly độc lập phải cho tỷ lệ 1:1:1:1, tức là có 4 kiểu hình và F1 sẽ cho 4 loại giao tử. Thế vậy từ FB này chúng ta suy ra F1 có 2 giao tử, chứng tỏ hai tính trạng này đã liên kết với nhau trong quá trình di truyền. Vậy FB tỷ lệ 1:1 tức là bằng 2 tổ hợp bằng 2 nhân 1. Chúng ta chú ý con ruồi cái dùng để lai phân tích F1 thì cho một loại giao tử. Vì vậy F1 này sẽ cho hai giao tử. Suy ra con đực F1 có hai loại giao tử. Vậy từ đây chúng ta suy ra cho cô, đáng lẽ hai tính trạng thì F1 phải 4 giao tử mà đây có 2 giao tử, cho nên đây là di truyền liên kết gen. Đấy. Vậy dựa vào hai kết quả F1 và FB, chúng ta đã biện luận được cái quy luật di truyền của trường hợp này, đó là liên kết gen. Vậy cơ sở tế bào học của hiện tượng này là gì? Tại sao các gen lại liên kết với nhau trong quá trình di truyền? Chúng ta sang phần C. Cơ sở tế bào học. Ở đây cô có thể giả thiết luôn các gen để chúng ta dễ giải thích. Như trên chúng ta đã biện luận ra tính trạng trội, tính trạng lặn. Vậy cô có thể quy ước như thế này. Quy ước gen. Gen B lớn quy định thân xám. B nhỏ quy định thân đen. V lớn quy định cánh dài. V nhỏ quy định cánh cụt. Thế và sở dĩ hai gen này nó di truyền cùng với nhau là vì nó cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cô ví dụ, cô vẽ hình đây là cặp nhiễm sắc thể chẳng hạn. Đấy, vậy thì ở đây, locus thứ nhất sẽ chứa gen B lớn, B nhỏ. Locus thứ hai sẽ chứa cặp gen V lớn, V nhỏ. Vậy thì nó nằm trên cùng nhiễm sắc thể này, cho nên khi nhiễm sắc thể cùng phân ly trong quá trình hình thành giao tử thì gen B lớn sẽ luôn đi với V lớn, B nhỏ sẽ luôn đi với V nhỏ và dẫn đến là hình thành thân xám luôn đi với cánh dài,
thân đen luôn đi với cánh cụt. Đấy, vậy đấy là cơ sở tế bào học của nó. Vậy thì từ cái cơ sở này chúng ta thử viết sơ đồ Lai để minh họa cho toàn bộ thí nghiệm. Vậy ta có sơ đồ Lai như sau. Sơ đồ Lai P thuần chủng, thân xám, cánh dài, Lai với thân đen, cánh cụt. Các em chú ý, trong trường hợp liên kết gen chúng ta không viết sơ đồ Lai viết kiểu gen giống như ở ở quy luật phân ly độc lập nữa, mà chúng ta sẽ viết theo cặp nhiễm sắc thể. Cách viết đơn giản dễ hiểu nhất là các em hãy bẻ cái cặp nhiễm sắc thể này ra thành hai như thế này. Đấy. Sau đó, các gen trên cùng nhiễm sắc thể bên này thì chúng ta viết lên trên, ví dụ B lớn như thế này. B nhỏ ở bên dưới. Đấy. Đảm bảo sao cho cặp nào vẫn đi với cặp đấy. Xem nào. B lớn, B nhỏ, V lớn, B nhỏ. Tránh trường hợp nhầm lẫn, một số bạn sẽ viết 2B đều ở trên, 2V ở dưới. Như vậy là chúng ta viết sai. Chúng ta phải viết dọc như thế này. B lớn, B nhỏ, V lớn, B nhỏ. Vậy thì thân xám cánh dài thuần chủng sẽ là B lớn, V lớn trên B lớn, V lớn. Thân đen cánh cụt là B nhỏ trên B nhỏ. Thế và khi giảm phân hình thành giao tử thì chúng ta cũng chỉ việc cắt ngang theo hai dòng này ra, cắt đôi ra thì chúng ta được một chiếc giao tử bên trên, một chiếc giao tử bên dưới. Vậy giao tử bên trên là B lớn, V lớn, bên dưới cũng là B lớn, V lớn. Vậy trường hợp này có một loại giao tử B lớn, V lớn. Chúng ta viết gạch ngang ở dưới biểu thị rằng hai gen này nằm trên một nhiễm sắc thể. Giao tử này cũng vậy, B nhỏ, V nhỏ. Vậy thì F1 kết hợp hai giao tử này, chúng ta sẽ được F1 kiểu gen là B lớn, V lớn trên B nhỏ, V nhỏ. Tức là 100% thân xám cánh dài, cô viết tắt 100% thân xám cánh dài. Sau đó cho F1 Lai phân tích. Lai phân tích F1 tức là ta chọn con đực F1 B lớn, V lớn trên B nhỏ, V nhỏ. Lai với con cái có kiểu hình lặn, kiểu gen lặn, đó là B nhỏ, V nhỏ trên B nhỏ, V nhỏ. Được giao tử của F1 có hai loại giao tử, chúng ta cắt ngang sẽ được giao tử thứ nhất là B lớn, V lớn. Giao tử thứ hai là B nhỏ, V nhỏ với tỷ lệ bằng nhau. Vậy ta không cần viết 1:1 cũng được. Vậy đây được hai loại giao tử, chúng ta chú ý cắt trên, cắt dưới. Bên đây một loại giao tử B nhỏ, V nhỏ. Như vậy tổ hợp lại sẽ được F của phép Lai phân tích. Giao tử này kết hợp giao tử này, B lớn, V lớn trên B nhỏ, V nhỏ và B nhỏ, V nhỏ trên B nhỏ, V nhỏ. Và kiểu hình là một xám dài, một đen cụt, giống như thí nghiệm. Như vậy, với giả thiết rằng các gen này liên kết hoàn toàn với nhau thì chúng ta đã giải thích được thí nghiệm của Morgan. Và từ cái việc giải thích thí nghiệm này thì chúng ta có thể kết luận về cơ sở tế bào học của trường hợp này. Cơ sở tế bào học của quy luật liên kết gen đó là các gen nằm trên cùng nhiễm sắc thể thì di truyền cùng nhau về một giao tử. Thế và các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể thì gọi là một nhóm gen liên kết. Vậy ở đây chúng ta có thể nhớ ngắn gọn, đó là các gen thuộc cùng nhiễm sắc thể, một nhiễm sắc thể thì sẽ tạo thành nhóm gen liên kết. Nhóm gen liên kết, tạo thành nhóm gen liên kết và di truyền cùng nhau, phân ly tổ hợp cùng nhau. Ý thứ hai chúng ta sẽ nhớ cho cô đó là vậy số nhóm gen liên kết trong tế bào là gì? Số nhóm gen liên kết
số nhóm gen liên kết trong tế bào chính là bằng N, tức là bằng bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài. Ví dụ ở ruồi giấm 2N bằng 8 thì sẽ có 4 nhóm gen liên kết. Ở người 2N bằng 46 thì sẽ có 23 nhóm gen liên kết. Vậy đây chính là cơ sở tế bào học của hiện tượng liên kết giữa các gen trên cùng một nhiễm sắc thể. Như vậy cũng có thể nói cơ sở tế bào học của quy luật liên kết gen đó là sự phân ly của các nhiễm sắc thể tương đồng đã kéo theo sự phân ly của các cặp allele trên đó. Thì sau đây cô muốn minh họa chúng ta rõ hơn về cơ sở này qua cái sơ đồ phân ly nhiễm sắc thể. Sơ đồ. Phân ly. Nhiễm sắc thể. Vẫn là sơ đồ lai ban nãy nhưng chúng ta có thể minh họa trên nhiễm sắc thể như sau. Ở đây cô sẽ có P, thuần chủng, thân xám, cánh dài. Gai với thân đen, cánh cụt. Vậy, cặp nhiễm sắc thể mang hai gen này đó là B lớn, B lớn, V lớn, V lớn. Cặp nhiễm sắc thể mang hai gen nhỏ bên đây cũng là B nhỏ, B nhỏ, V nhỏ, V nhỏ. Vậy khi giảm phân hình thành giao tử. Giao tử sẽ chứa một trong hai trước của cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Vì vậy, giao tử bên này sẽ chỉ mang chiếc nhiễm sắc thể thứ nhất hoặc thứ hai, đó là chứa B lớn, V lớn. Giao tử bên này mang nhiễm sắc thể chứa B nhỏ, V nhỏ. Vậy kết hợp lại ta sẽ được F1 có cặp nhiễm sắc thể tương đồng như sau. B lớn, B nhỏ, V lớn, V nhỏ. Vậy thấy rõ F1 có mặt B lớn tức là thân xám, có mặt V lớn tức là cánh dài. Tiếp tục chúng ta cho lai phân tích F1. Con đực F1 có cặp nhiễm sắc thể mang hai gen như bên. Đây là B lớn, B nhỏ, V lớn, V nhỏ. Lai phân tích với con cái, thân đen, cánh cụt. Có cặp nhiễm sắc thể là B nhỏ, V nhỏ, B nhỏ, V nhỏ. Vậy thì giao tử của F1 hay giao tử F phân tích cũng được. Ở đây chúng ta sẽ thấy cặp nhiễm sắc thể này có hai chiếc khác nhau. Vì vậy sẽ hình thành hai loại giao tử, mỗi giao tử mang một nhiễm sắc thể B lớn, V lớn. Và loại giao tử thứ hai là mang B nhỏ, V nhỏ. Bên đây chỉ cho một loại giao tử mang B nhỏ, V nhỏ. Vậy kết hợp lại chúng ta sẽ được FB. Đó là cặp thứ nhất B lớn, V lớn. Xin lỗi. B lớn, B nhỏ. V lớn, V nhỏ. Thứ hai là B nhỏ, B nhỏ, V nhỏ, V nhỏ. Vậy đây là một xám dài và đây là một đen cụt. Như vậy bằng cái sơ đồ nhiễm sắc thể này, chúng ta lại làm rõ thêm về cái cơ sở tế bào học của quy luật. Thực chất có thể nói ngắn gọn, cơ sở của nó là sự phân ly của các nhiễm sắc thể tương đồng đã kéo theo sự phân ly tổ hợp của các allele trên đó. Và ở đây chỉ nhấn mạnh thêm khác với trường hợp của menen, đó là chúng ta sẽ xét nhiều allele trên cùng một nhiễm sắc thể.
Vậy từ việc phân tích các thí nghiệm thì chúng ta đi đến nội dung quy luật. Phần 2. Nội dung quy luật liên kết gen. Từ việc phân tích thí nghiệm, từ việc giải thích thì chúng ta đi đến một vài nội dung chính của quy luật được phát biểu theo ngôn ngữ ngày nay như sau. Thứ nhất, các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể tương đồng thì sẽ tạo thành một nhóm gen liên kết. Một nhóm gen liên kết phân ly tổ hợp cùng nhau trong quá trình di truyền. Nội dung thứ hai nói đến số nhóm gen liên kết thì chúng ta sẽ thấy số nhóm gen liên kết của một loài. Số nhóm gen liên kết của một loài thì chính bằng bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài đó. Ví dụ ở người 2N bằng 46, vậy sẽ có 23 nhóm gen liên kết. Ở ruồi giấm 2N bằng 8 sẽ có 4 nhóm gen liên kết. Thế và số nhóm gen liên kết này sẽ tương ứng với số nhóm tính trạng liên kết. Vậy chúng ta nói thêm đó là số nhóm tính trạng liên kết. Số nhóm tính trạng liên kết cũng sẽ bằng số nhóm gen liên kết, tức là cũng bằng N. Đấy, vậy đây là những cái ý chính trong phần nội dung quy luật. Có thể chúng ta không cần phát biểu liền với nhau, nhưng chúng ta phải nhớ những ý này để chúng ta vận dụng trong các bài tập trắc nghiệm cũng như là bài tập toán lai liên kết gen. Phần 4, phần 3 nhỏ của ba la mã có giới thiệu với chúng ta về ý nghĩa của quy luật này. Đây cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Ý nghĩa của quy luật thì từ việc phân tích bài tập chúng ta sẽ thấy rõ, ở trong trường hợp liên kết gen, số biến dị tổ hợp xuất hiện trong đời lai sẽ ít đi so với trường hợp phân ly độc lập. Ví dụ ở phân ly độc lập chúng ta thấy có 16 kiểu tổ hợp, có 4 kiểu hình, thì ở đây chúng ta lại thấy là số lượng nó ít đi, đúng nào? Sẽ có thể là chỉ có 4 kiểu tổ hợp thôi và có 2 kiểu hình. Thì chúng ta viết sơ đồ F1 là F1 chúng ta sẽ thấy rõ. Hoặc là trong phép lai phân tích chúng ta thấy kết quả chỉ giống như là trường hợp phân tích một tính trạng. Vì vậy cái ý nghĩa thứ nhất ở đây chúng ta nhớ đó là liên kết gen sẽ làm hạn chế biến dị tổ hợp. Biến dị tổ hợp. Hạn chế biến dị tổ hợp, nó hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp, làm cho số lượng biến dị tổ hợp ít đi. Và cái việc liên kết gen này, ngoài việc hạn chế biến dị tổ hợp thì ta thấy là các tính trạng sẽ di truyền cùng nhau thành một nhóm, cho nên nó sẽ đảm bảo cho sự di truyền một nhóm tính trạng được bền vững hơn. Tức là bảo đảm sự di truyền bền vững. Bảo đảm sự di truyền bền vững một nhóm tính trạng. Di truyền bền vững một nhóm tính trạng bởi vì các tính trạng này liên kết với nhau thì nó sẽ di truyền cùng nhau, nó ít xảy ra sai sót hơn. Tức là nó bảo đảm cho sự di truyền bền vững một nhóm tính trạng. Cái điều này còn được áp dụng nữa trong thực tế, nó có ý nghĩa trong thực tế đối với liên kết gen. Đó là trường hợp liên kết gen này người ta có thể áp dụng trong lai giống, sẽ kết hợp được nhiều tính trạng quý vào trong một giống vật nuôi cây trồng. Vậy đấy là những ý nghĩa chính của quy luật liên kết gen. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong quy luật này, nội dung thí nghiệm, cơ sở tế bào học, nội dung quy luật và ý nghĩa của quy luật. Và để chúng ta phân biệt dễ hơn đối với trường hợp phân ly độc lập thì cô yêu cầu chúng ta viết sơ đồ lai cho cô như sau. Đây, chúng ta có thể ghi áp dụng vào đây. Trong nội dung của thí nghiệm, chúng ta mới chỉ xét
đến cái thí nghiệm Lai phân tích F1. Vậy thì trường hợp F1 Lai về F1 sẽ ra kết quả như thế nào nếu như cả hai bên đều là liên kết hoàn toàn? Chẳng hạn ở đây cô cho phép Lai B lớn V lớn, B nhỏ V nhỏ với B lớn V lớn, B nhỏ V nhỏ. Để phân biệt với trường hợp ở dưới giấm thì cô cứ gọi đây là P. Nếu như P có kiểu gen như thế này và là liên kết gen hoàn toàn, liên kết gen, thì chúng ta sẽ thu được thế hệ con như thế nào? Giao tử của P ở đây sẽ là một giao tử B lớn V lớn, một giao tử B nhỏ V nhỏ. Bên đây cũng vậy, B lớn V lớn, B nhỏ V nhỏ. Vậy chúng ta sẽ thu được ở F1, hoặc nếu đây ta gọi F1, đây là F2, thì chúng ta sẽ được là B lớn V lớn trên B nhỏ V nhỏ, B lớn V lớn trên B lớn V lớn, B nhỏ V nhỏ trên B nhỏ V nhỏ. Và tổ hợp bình thường ta sẽ thấy tỷ lệ đây là 1, đây là 2, đây là 1. Tức là tỷ lệ 1, 2, 1. Cô viết khác đi một chút so với bình thường ta viết là 1, 2, 1. Như vậy nếu như đây là F1, đây là F2 thì chúng ta thấy trường hợp này cái tỷ lệ kiểu gen thu được giống như trường hợp chúng ta lai một cặp tính trạng, giống như trường hợp chỉ có một cặp allele thôi. Vậy thì việc viết như thế này cũng sẽ giúp chúng ta một lần nữa khẳng định rằng liên kết gen sẽ làm hạn chế biến dị tổ hợp, làm hạn chế số kiểu tổ hợp sinh ra ở đời con, và do đó nó sẽ củng cố sự di truyền bền vững của các tính trạng, sẽ di truyền tính trạng theo từng nhóm một, giúp nó di truyền bền vững hơn. Và việc liên kết gen này sẽ có ý nghĩa trong chọn giống, giống như cô đã nói ở phần ý nghĩa. Như vậy bài hôm nay chúng ta đã ôn tập kỹ về phần liên kết gen. Cô hy vọng chúng ta qua bài này sẽ phân biệt được liên kết gen với phân ly độc lập của Mendel, và chúng ta nhớ rõ đây là trường hợp bổ sung cho quy luật của Mendel, không hề đối ngược với quy luật của Mendel, mà nó sẽ bổ sung cho trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng và mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể. Bởi trên thực tế thì sẽ có nhiều gen nằm trên một nhiễm sắc thể, và các gen đó di truyền theo quy luật liên kết gen giống như bài chúng ta vừa nghiên cứu. Thế và chúng ta nhớ cách viết giao tử của trường hợp liên kết gen để chúng ta làm bài cho chính xác. Chúc các em thành công trong quá trình ôn tập phần này.